Năm 2019, anh Nguyễn Văn Đức ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc mua 50 con trồn giống và xây dựng trang trại chăn nuôi trồn hương Đức Thắng tại xã Thượng Lộc. Từ hiệu quả kinh tế mà trồn hương mang lại, đến nay trang trại của anh đã có trên 700 con. Năm 2024, anh dự tính cung ứng ra thị trường từ 1.800 đến 2.000 con trồn giống với doanh thu trên 3 tỷ đồng. Vừa đam mê nhưng mà nó lại là mang đến hiệu quả kinh tế là khá là cao, giá cả thì ổn định và chi phí thức ăn thì nó hàng ngày thì nó rất ít để duy trì. Cái đầu ra là gần như không phải suy nghĩ. Mấy năm qua thì cũng phát triển nhiều cái mô hình mới, đặc biệt là mô hình nuôi chôn của anh Đức. Hiện trong thời gian qua thì mô hình cũng khá phát triển, còn tạo cái công ăn việc làm cho 5 đến 6 công nhân. Và cũng những cái mô hình mới phát triển kinh tế chúng cho trên địa bàn, cũng như tăng thêm cái nền kinh tế phát triển của các cái cây con giống mới. Và đặc biệt thì mô hình của anh Đức cũng là phát huy được cái lợi thế của địa phương, và cũng là mô hình mới những cái để là cho các cái hộ nhân rộng trong những năm tới. Cuối năm 2023, ông Hồ Văn Minh, xã Hương Bình, huyện Hương Khê cũng đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi 40 con trồn hương sinh sản. Đến nay trồn phát triển tốt, dự tính sẽ đưa lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng cho gia đình. Thứ nhất là nó đồng nhan, thứ hai nữa thì trồn phát triển tốt, cũng thì đang trong mong mà coi như làm ăn được thì cũng phải là để phát triển thêm, bán con giống rồi thu là tăng thêm cái sản lượng để cho cái gia đình đỡ có cái thu nhập thêm. Nhận thấy nuôi trồn hương là hướng phát triển kinh tế có nhiều triển vọng nên mô hình đang được nhân rộng tại nhiều địa phương. Hiện nay toàn tỉnh đã có trên 100 hộ nuôi với trên 10.000 con. Quá trình nuôi, người dân đã có sự đầu tư bài bản, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình và tiến hành đăng ký cấp phép chăn nuôi theo đúng quy định. Được cái sự tuyên truyền phổ biến các cái quy định của pháp luật, đồng thời là cơ quan kiểm lâm là người trực tiếp hướng dẫn người dân, cho nên là cơ bản những người dân mà có cái nhu cầu nuôi, họ đã tìm hiểu pháp luật tương đối là kỹ trước khi nuôi. Cụ thể là việc mua bán cái động vật hoang dã đưa vào để các cái cơ sở nuôi, hoặc là khi bán ra thì họ chấp hành các cái quy định của pháp luật rất là nghiêm. Cho nên là trong những năm qua thì cơ bản là các cái chủ cơ sở nuôi trên địa bàn Hà Tĩnh là không vi phạm quy định pháp luật. Nuôi trồn hương sinh sản đang là mô hình được nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh lựa chọn. Tuy nhiên, để mô hình nuôi trồn hương phát huy hiệu quả, mang tính bền vững, người nuôi cần nắm rõ các đặc tính, quy trình chăn nuôi và các yếu tố về thị trường.